Xin chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh review rượu ngoài của nhà Winery. Một vài hôm bữa dạo gần đây thì Cường nhận được một số câu hỏi của anh em gửi qua Zalo á. Đó là sao mà có nhiều loại rượu quá vậy? Cùng một chai mà có 3-4 loại luôn. Nào là hàng nhập, hàng sách tay, hàng duty, hàng nội địa, vân vân tá la bùm binh. Em không hiểu, anh tư vấn cho em. Anh không hiểu, em tư vấn cho anh. Mình nhận rất là nhiều câu hỏi như thế. Và hôm nay mình quyết định làm cái video này để chia sẻ với anh em dựa trên cái kinh nghiệm thực tế của mình đã trải nghiệm cũng như là đã bán hàng trong nhiều năm qua về các loại rượu và hình thức rượu nhập như thế nào nha. Let's go! Trước hết thì mình sẽ nói với anh em một cách đơn giản. Rượu ngoại thì rượu có xuất phát từ nước ngoài, đó là điều hiển nhiên rồi. Và đi từ nước ngoài về thì chắc chắn là chúng ta sẽ có 3 hình thức thôi: đi đường hàng không, đi đường biển hoặc đi đường bộ. Đó là 3 cách. Vậy có phải chúng ta sẽ chia phân loại theo những cái cách như thế không? Tất nhiên là không rồi. Thì chúng ta sẽ chia theo như thế nào? Thì hôm nay mình sẽ giải quyết cái câu hỏi đó cho anh em nha. Thì trước hết Cường sẽ nói sơ sơ là chúng ta sẽ có những cái loại rượu như thế này. Rượu này là rượu bán ở cửa hàng, một cái cửa hàng nội địa nào đó ở bên nước ngoài, và một người nào đó mua nhập mang về Việt Nam theo đường không chính ngạch thì có thể gọi đó là một cái loại rượu sách tay. Cái loại thứ hai á, đó là loại nhập phân phối chính ngạch bởi một cái công ty phân phối rượu nào đó có uy tín và làm số lượng cực kỳ lớn ở Việt Nam luôn. Thì cái này bởi đánh thuế nhà nước thì mình sẽ không nói những chuyện liên quan về cái cách đánh thuế như thế nào nha. Nó không phải phạm trù của mình. Cái thứ ba là hàng sách tay mà các bạn mua ở cửa hàng duty free. Duty free là những cái cửa hàng ở những cái khu vực ngoại quan ở một số nước tiên tiến, thì có thể là ở sân bay hoặc là nhà ga bến cảng gì đấy. Nhiều nước thì ở riêng ở nước mình thì chắc hầu như là chỉ bán ở sân bay thôi ha. Thì đó là cái hàng duty free, đó là cửa hàng miễn thuế. Thực chất là cửa hàng miễn thuế thì nó có rẻ hơn không thì lát nữa mình sẽ nói cho anh em biết. Loại thứ tư á, là loại anh em cũng rất thích, đó là hàng nội địa. Hàng nội địa này thì nó sẽ không phải là hàng nội địa như mình vừa giới thiệu ban đầu. Đó là hàng nội địa sản xuất hoàn toàn cho người tiêu dùng ở tại nước sở tại đó luôn. Nhưng mà người Việt Nam mình thì lại rất là thích những cái món đó và rất thích sưu tầm những cái món đó. Thì lát nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em hàng nội địa sẽ là như thế nào qua một số cái ví dụ mình đang hàng sẵn ở đây nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về cái hàng thứ nhất là hàng sách tay mà anh chị em nhập bằng đường phi mậu dịch, hay còn gọi là đường đi đường hàng cá nhân đó nha. Thì đây là một, trên tay mình đang có một chai là chai Chivas 12. Hàng này có thể gọi là hàng sách tay đi. Rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy rõ là có số lô tem mác đầy đủ nha. Số lô nha. Mình xin lỗi, mình nói số lô thôi, không có nói tem mác. Số lô đầy đủ. Có tem nhập khẩu độ cồn nha. Ok. Và riêng phiên bản Chivas 12 này là phiên bản cũ nên là nó chưa có cái quét mã QR để anh em có thể nhận diện được. Đó. Thì đây là cái mẫu Chivas 12 mà là hàng nhập sách tay. Có thể là nhà người nhập vẫn là một công ty phân phối, nhưng có thể là không phải là một công ty phân phối lớn mà một công ty phân phối nhỏ, mua từ một cửa hàng nào đó ở bên nước ngoài. Cửa hàng ở đó thì nó cũng bán được cái giá rẻ hơn. Tại vì như mình tìm hiểu thì hầu hết ở những nước tiên tiến như là EU hay là Úc hay là Mỹ á, thì tất cả cái nhập rượu á, thì các bạn không được gối đầu giống như Việt Nam nha, mà tất cả bạn đều phải bỏ vốn ra nhập ngay từ ban đầu. Nên là các bạn được chiết khấu mức giá rất là tốt. Và Việt Nam lợi dụng cái vấn đề này nên là nhập về với mức giá nó rất là ưu đãi. Vì thế những cái chai rượu như thế này nó có cái giá rất là hời ở tại Việt Nam. Nên là rất nhiều anh em sẽ cảm thấy nghi ngờ. Ủa vậy sao? Vì nó giá nó rẻ hơn nhiều quá nên tôi cảm thấy không an tâm. Ok, đó là một vấn đề. Thì chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn nữa nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái option thứ hai. Như lúc nãy mình nói đó là hàng phân phối chính ngạch bởi một công ty phân phối rượu lớn. Thì ở đây mình lấy ví dụ đó là công ty Pernod Ricard. Pernod Ricard này là đại diện phân phối thương hiệu độc quyền, gần như là độc quyền đối với lại Chivas, Johnny Walker các kiểu á. Chivas thôi nha, Chivas một số dòng rượu khác, tiện đây mình không nhớ nữa. Rồi,
Thì ở trên đó thì chúng ta sẽ thấy rõ đầy đủ nè. Đây là một cái chai Chivas 12 phiên bản mới ra mắt năm 2021 luôn nha. Thì cái chai này để đợt Tết 2022 vừa rồi á thì là nó mới chỉ ra phiên bản hộp quà thôi. Anh em chưa thấy nhiều cái phiên bản này đâu. Thì bây giờ hiện tại là ở Việt Nam đã có nhiều cái phiên bản này hơn rồi. Thì đối với một cái mẫu hàng công ty á, mà mẫu hàng mới như thế này á, chúng ta sẽ có đầy đủ đây. Tem, số lô, ngày sản xuất ở ngay trên cái nắp chai luôn. Có mã QR cho anh em quét. Ở trên vẫn có tem nhập khẩu độ cồn luôn. Rồi, ở bên dưới chúng ta kèm thêm đó là một cái tem của nhà phân phối nữa. Anh em lưu ý ha, tem của nhà phân phối nhé. Rồi, đây mình sẽ... Rồi, đó. Đó là mình cách mình nhận diện đó là biết là hàng công ty hay là hàng xách tay đó một cách đơn giản nhất ha. Tuy nhiên có một số cái trường hợp á, anh em sẽ gặp đó là cái tem nó không có được đẹp như thế này để anh em sẽ cảm thấy nó là hàng giả như hay gì đó. Thì trong trường hợp như thế này á, nó sẽ có hai trường hợp như anh em đã nói á. Thì cái tem của nhà phân phối này, thứ nhất là trong quá trình vận chuyển có thể là nó bị ướt hay là lỡ làm bị gì nó bị nhòe đi mà không có cái tem thay thế được, thì người ta có thể dán lại một cái tem in 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 bình thường thôi, xong đóng cái mộc của công ty phân phối lại. Mà thậm chí nhiều công ty làm số lượng nhiều quá, người ta quên luôn á, người ta không đóng cái mộc luôn á. Thì rất là nhiều, mình đã gặp trường hợp này, rất là nhiều anh em nó khiếu nại. Thôi ok, mình sẽ hoàn lại và mình đổi lại một cái chai hoàn thiện hơn cho anh em. Đó là vấn đề rất là đơn giản thôi. Đó thì cái trường hợp này mình gặp rất là nhiều. Đó. Rồi, cái thứ ba đó là về hàng nội địa. Thì ở đây mình đang có hai cái chai hàng nội địa Nhật như thế này. Thì một chai là rượu mơ vẫy vàng Kikkoman và một chai đó là rượu Nikka Whisky của người Nhật, rượu hay còn gọi là rượu Samurai á. Thì mình sẽ giới thiệu trước về cái chai Samurai này nha. Thì cái chai Samurai này là ở cái phần mặt sau á, nó sẽ có đầy đủ tiếng tiếng Nhật không nha. Đây là toàn bộ là tiếng Nhật nha. Và có một dòng dưới là tiếng Anh nè. Limited to, thì mình đọc luôn, limited to selected duty free outlets, nghĩa là có một số lượng rất là hạn chế được bán tại một số cái cửa hàng duty free chỉ định ở Nhật Bản. Đó. A blend of selected whiskey, nghĩa là một số cái dòng rượu để trộn của cái loại whiskey này sẽ được sản xuất ở tại chính Nhật Bản, in house, nghĩa là sản xuất tại chỗ luôn, hoặc là overseas, nghĩa là ở một số nơi khác nha. Nghĩa là cái dòng này là dòng blended whiskey, nó cũng giống như là Chivas đó, thì cũng sẽ có một số dòng nó sẽ là lấy từ cái dòng rượu ở sản xuất ở nước khác hoặc là chưng cất ở nước khác. Thì đó là cái đặc trưng của cái dòng rượu Nikka Whisky này. Thì anh em khi khi mua rượu thì phải đọc kỹ những cái này nha. Nhưng mà hôm nay mình sẽ nói về câu chuyện đó là cái nguồn gốc xuất xứ nó như thế nào. Thì riêng những cái chai như thế này ở hàng Nhật á, thì ở trên trên chai hoàn toàn là không có cái tem gì hết, nghĩa là chắc chắn hàng 100% là cái chai rượu này được xách tay về luôn, chứ không không thể nào là mà đi nhập qua đường hải quan một cách đàng hoàng đường đường chính chính được mà lại không có tem nhập khẩu độ cồn nha. Rồi ở đây là có thêm hoàn toàn bằng chữ Nhật nha, là hàng nội địa dành cho người Nhật luôn á. Rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu đó là cái chai rượu mơ vẫy vàng Kikkoman này. Thì cái chai này là hoàn toàn bằng tiếng Nhật luôn. Nha anh em thấy nhá. Rồi. Trên này tem thậm chí ở đây nó còn không ghi chữ gì luôn, xách tay 100% luôn. Không biết các bạn xách tay phân phối bằng kiểu gì nhưng mà đại loại là nó sẽ không có cái tem nhập khẩu độ cồn ở trên đây. Và hoàn toàn ở đây là chúng ta sẽ không thấy chữ tiếng Anh nào luôn nhé. Hoàn toàn là tiếng Nhật hết. Đó là đó mới gọi là hàng nội địa Nhật. Và cái hàng nội địa này thường được rất là nhiều anh em ưa chuộng, kể cả là Chivas, Zone hoặc là những cái hàng limited anh em săn rất là nhiều luôn. Mình cảm thấy là cái hàng 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 nội địa này rất là được anh em ưa chuộng luôn. Rồi cái hàng cuối cùng mà nãy giờ mình do nó cồng kềnh quá mình chưa có để lên trên này ha. Đó là hàng duty free, thì hiện trên tay mình đây là một cái chai duty free Ballantine 30 duty Hàn Quốc, nhập từ mua từ sân bay Incheon nha, cửa hàng Lotte luôn. Thì ở trên cái bill này nó thể hiện rõ hết
Thì hôm nay do cái điều kiện máy quay nó hơi vướng một tí nên là mình sẽ không có show kỹ cho anh em, nhưng mình sẽ cho anh em thấy một số cái như thế này. Đó là về cái bill. Bill ở bill cửa hàng Lotte nó làm rất là chuẩn nha. Chuẩn chỉ luôn. Rồi. Rồi những cái lớp bọc siêu cũng rất là chắc chắn luôn. Thì trong một vài năm qua thì do cái tình hình dịch bệnh Covid-19 nên là cái lượng hàng duty free này nó rất là khan hiếm. Một số cửa hàng ở tại các sân bay lớn đã bị dẹp nên là chỉ còn một số cái cửa hàng trụ lại, mức giá bán cũng rất là cao, và vì họ buôn bán số lượng không được nhiều nên là họ bắt buộc phải đẩy giá cao lên để có thể thu về được cái lợi nhuận bù cho chi phí. Đó là cái điều hiển nhiên, và cũng thêm rất là nhiều loại chi phí làm cho cái mức giá của cái loại duty free này nó đẩy lên cao. Nhưng mà cái duty free này thì sẽ giúp anh em được điều gì? Đó là giúp anh em yên tâm hơn về chất lượng. Nhưng mà muốn yên tâm hơn về chất lượng thì anh em phải biết cách tìm hiểu xem nó yên tâm ở chỗ nào, bằng cách là kiểm tra bill sale của em nó, hoặc là nhờ những người mà có kinh nghiệm, người ta tư vấn, những người đã từng mua người ta tư vấn cho. Thì riêng về cái mặt này thì mình cũng đã từng trên tay là hàng của Mỹ, của Đức, duty Mỹ, Đức, Pháp cũng như là hàng, nhưng mà hàng hàng của Hàn Quốc là mình cảm thấy là yên tâm và chuẩn chuẩn nhất nha. Thì cái mức giá của em này thì nó sẽ dao động liên tục trong từng thời điểm luôn. Thì có những anh em nào mạnh trữ hàng được nhiều á thì có thể có được giá tốt hơn một xíu, còn không thì ở nếu mà những cái thời điểm mà vào mùa biếu sáng và mùa biếu quà cáp thì nó sẽ đẩy giá lên rất là nhiều luôn. Như năm vừa rồi thì có những chai nó có thể tăng lên từ 1 triệu đến 2 triệu đến 2 triệu rưỡi luôn, hoặc thậm chí những chai không có hàng để bán luôn đó. Nên là anh em mua những cái hàng này thì mình lưu ý là nên cẩn thận, hỏi kỹ giá, cũng như là hỏi kỹ xem hình ảnh chất lượng của em nói như thế nào nha. Thì mình sẽ làm riêng một cái video quay về những cái em duty free này sau ha. Rồi thì hy vọng hôm nay những cái thông tin mình chia sẻ ở đây đã giúp anh em hiểu rõ được về cái nguồn gốc của các loại rượu như thế nào, cũng như là đưa ra được cái quyết định một cách nhanh chóng thuận tiện hơn. Hôm nay mình sẽ tóm gọn lại thì chúng ta sẽ có những cái loại rượu đó là hàng nội địa xách tay về, đó là những phiên bản quốc tế luôn. Rồi tiếp theo là hàng chính ngạch do công ty lớn phân phối ở Việt Nam luôn, người ta nhập về. Rồi tiếp theo là hàng nội địa của một quốc gia nào đó, ở đây thì mình lấy ví dụ là hàng Nhật. Và cuối cùng đó chính là hàng duty free mua những cửa hàng miễn thuế ở những cái khu vực các sân bay, bến cảng, ga tàu gì đó ha. Thì rất mong anh em đặt ra nhiều câu hỏi ở phần bình luận hơn để mình có thêm nhiều kiến thức, cũng như là mình có thể giải đáp cho anh em một cách kỹ càng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những chương trình review lần sau nhé.